đây là đại tủ bếp trên, thì mọi người có thể thấy là thiết kế bếp này rất đơn giản từ màu sắc cho tới phong cách. Thì mặc dù là với cái màu sắc trung tính đơn giản nhưng ở đây là mình vẫn có một cái dải màu đen làm điểm nhấn trang trí. Ngoài ra thì ngay dưới hệ kệ tủ bếp trên ở thiết kế bếp này được bổ sung thêm một dàn kệ hở màu sáng trải dài suốt từ toàn bộ chiều dài của bếp. Thì với hệ kệ này thì chủ nhân có thể thoải mái đặt trang trí thêm những chậu cây xanh, những bình gốm hoặc là những bất kỳ vật trang trí gì mà theo sở thích cá nhân, làm cho không gian bếp của mình trở nên màu sắc hơn. Và điểm đặc biệt của khu bếp này là mặc dù khu bếp rất là nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ được cái thiết kế quầy bar ngay trung tâm. Và thiết kế quầy bar trong khu bếp là một thiết kế điểm nhấn mà chắc chắn là khách hàng nào cũng sẽ thích. Và ở đây thì quầy bar được kết hợp với cái thiết kế bàn nối rộng ra thì khi mọi người sử dụng trong gia đình đây. Thì mình sẽ đưa các bạn đến một không gian bếp rộng rãi hơn, và với những ai mà mình có một cái không gian căn hộ hay không gian bếp của nhà mình rộng rãi hơn thì chắc chắn là các bạn sẽ thích có nhiều hơn và đầy đủ hơn nữa những chức năng để được sử dụng cho không gian bếp của mình. Và bây giờ là tôi đang ở trung tâm của khu bếp, ngay phía sau mình thì khu vực bếp nấu. Và mặc dù ở đây phần bếp phải xử lý một cái góc nghiêng để cho phù hợp với phong thủy của gia chủ, nhưng không gian nấu cũng được xử lý rất là rộng rãi và thoải mái để cho người sử dụng được cảm thấy thuận tiện nhất. Như các bạn cũng thấy ở đây là khu bếp này mặc dù là được thiết kế với rất nhiều hệ tủ cũng như là các phần cánh tủ đều được thiết kế nhiều những chi tiết phào chỉ, nhưng mà toàn bộ không gian thiết kế vẫn giữ được nét nhẹ nhàng trẻ trung. Đó chính là nhờ sự kết hợp hài hòa của màu sắc trong không gian bếp, và cụ thể ở đây chính là màu tím khói của phần tủ bếp với giải pháp sơn lộ vân lộ sồi kết hợp với màu đá trắng của Vicostone, nên là không gian bếp mặc dù là theo phong cách bán cổ điển nhưng vẫn toát lên được cái sự trẻ trung hiện đại. Và đây là hệ tủ khô của căn bếp, một hệ thiết kế mà chắc chắn là ngôi nhà nào cũng rất là cần. Thì với những cái phụ kiện khung kệ như thế này thì mình sẽ chứa được rất là nhiều những cái thực phẩm khô và rất là thuận lợi cho mình khi mà mình lấy ra sử dụng cũng như là mình cất đi. Đấy. Và đây
những cái hệ bên này là một cái hệ thêm nữa để cho chủ nhân dùng khi mà cần thiết. Thì với hệ này là mỗi những cái khay nâng như thế này là mình có thể đặt được là từ 50 cho đến 60 kg, thì rất là thoải mái cho mình sắp xếp đồ đạc trong khu bếp. Tìm hiểu thêm về phong cách, màu sắc cũng như chức năng thiết kế cho khu vực bếp, và hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa những không gian mới nhất, độc đáo nhất, lạ mắt nhất dành cho ngôi nhà của bạn.